trong cái khoảng mà 10 đến 15 triệu ấy, mà muốn mua TV 2021 năm nay thì nó cũng chỉ có một số model nhất định thôi. Thì có hai cái mẫu model này của bên LG này. Nhưng mà sao cái cái màu sắc ở trên cái model 2021 này cảm giác như là nó hơi ám xanh nhỉ? Mọi người có thấy nó hơi bị ám xanh không? Và cái kim rõ ràng là cái độ sáng ở màn hình cả hai cái mẫu này đang để ở chế độ tự động nhưng mà cảm thấy nó vẫn chưa hoàn toàn là là rực rỡ đúng không? nó cảm giác hay tối hay là do, hay là do mắt mình nhìn ấy nhỉ? hay là mình mình đi uh, nhìn một vòng ở siêu thị nó mắt nó hơi bị bị ấy nhỉ? nhưng rõ ràng cảm giác nó tối hơn. À, xin kính chào tất cả cô chú và anh chị. À, hôm nay thì em sẽ mang đến những đánh giá cũng như là một vài những cái nhận xét về dòng TV giá rẻ 2021 trong đó có hai mẫu của LG mà cũng rất nhiều người muốn em review đó là cái dòng UP75 và dòng UP77 thì hai cái mẫu này thì nếu như mà so về phân khúc giá với lại một số những thương hiệu nổi tiếng của ví dụ như là Sony hoặc là Samsung thì hai mẫu này vẫn nằm trong cái top là gần như là rẻ nhất rồi à, nó cũng có những cái công nghệ và cũng có những cái điểm mạnh nhất định và cũng có những hạn chế, thì hôm nay em sẽ uh, chi tiết để giúp mọi người lựa chọn là đưa ra quyết định là mình nên chọn cái phân khúc và màn hình nào và có nên chọn hay không và nếu như chọn thì chúng ta có những cái điều chỉnh như thế nào cho nó phù hợp với lại cái chất lượng hình ảnh uh, cũng như là nó cũng sẽ có một vài những cái so sánh về giá cả với lại những cái uh, hãng uh, ví dụ như là Sony hoặc Samsung. Đầu tiên thì về hai mẫu này thì cơ bản là năm ngoái thì những cái dòng rẻ của LG ví dụ như là UN 7000 chẳng hạn thì nó khá là rẻ cái khoảng cách giá giữa cái dòng đó với lại một số những dòng tương tự của bên Sony hoặc Samsung ấy, thì nó lệch khá nhiều nhưng năm nay thì nó cũng không lệch lắm cơ bản thì nó không lệch lắm và cái thiết kế cũng như là về cái cấu hình ấy, là nó cũng không thay đổi quá nhiều nhưng mà về cơ bản nó cũng có những cái thay đổi mà như em nói ở đầu video tự nhiên mình lại cảm thấy nó hình như hình như là, là nó có một cái gì đó nó lại không được ổn lắm nếu để ở cái chế độ cài đặt này phải chăng là như thế à, mọi người có thấy cái cái giải màu mà em vừa nói là hình như nó hơi ám xanh mặc dù là mình đang xem ở ở hai màn hình khác nhau nhé em đang chiếu của mọi người ở hai cái model là up 77 và up 75 hai cái chức 55 này thì một cái là dùng màn hình ips nào và một cái là dùng màn hình VA. Nhưng mà ở trên những cái giải cát trắng này nó vẫn ám xanh, nó vẫn có một hiện tượng ám xanh ra. Thì cái này em đã lật lại và xem thì thấy rằng là cái chip của năm nay và cơ bản là họ đã dùng con chip thế thứ tư rồi. À, có một điều mà ít ít người biết hoặc là ít thông tin họ chia sẻ về con chip của cái UP775. Cái UP75 này là nó dùng con chip Alpha 5 thôi. Con Chip Alpha 5 này chắc là ít người nghe. Đa phần là chúng ta sẽ nghe thấy Alpha 7 và Alpha 9 vì hai con chip này là hãng họ quảng cáo rất là nhiều. Thì Alpha 7 nó phải dùng từ trên cái model UP77 trở lên. Và Alpha 9 thì ở trên một số những dòng Nano Cell cao cấp. À, ví dụ như là các dòng như kiểu là dòng uh, Nano 90 các thứ ấy. Thì cái con chip thế hệ thứ tư này, tức là năm 2021 thì họ đều gọi là thế hệ thứ tư. Mà mình cảm giác là cái giải màu của nó hình như là họ đang có một cái gì đó nó đang hơi bị trội về cái màu xanh cái việc trội này mọi người có thể xem ở cái 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 bảng màu của bên thẻ thứ tư ở cái model ở con chip alpha 7 này cũng thế này mọi người thấy rằng là uh, nó có ba giải màu chính nhá. đó là cái màu đỏ này màu xanh dương đúng không ạ và màu xanh lục thì rõ ràng là cái cái dao động của cái màu xanh dương này nó lên hơi cao, hình như là nó hơi bị nhiều quá. thì cái này một là em suy nghĩ là nó thể do con chip, hai nữa là cái do cái có thể là do cái chế độ phim nhỉ? cái chế độ phim là một trong những chế độ mà hãng LG họ hay tích hợp lên lên các mẫu TV của mình trong những năm trở lại đây và hình như năm nay họ làm mạnh hơn thì phải. cái chế độ phim maker này thì cái giải màu của nó thì đúng là nó hơi nó hơi xanh hơn một chút nhưng mà nếu như nó là một cái dạng giống như kiểu là mình để trải nghiệm xem phim ở trong rạp ấy thì đối với những cái trải nghiệm này thì chúng ta để ý là ở trong rạp người ta phải tắt hết điện đi đúng không ạ nó phải là trải nghiệm trong bóng tối thì khi cái ánh sáng ở màn hình nó phát ra ở cái dạng màu nó hơi ám xanh một chút nhưng mà nó khi trong bóng tối ấy thì nó sẽ tạo ra một cái khung hình chúng ta nhìn thì nó lại chân thật hơn nhìn nó lại sâu hơn đúng không ạ cảm giác nó như thế và người ta xem thì người ta sẽ cảm thấy là nó sẽ dịu và được được lâu hơn có thể là đây cũng là một trong những ý đồ của nhà sản xuất hoặc là như thế hoặc là một cái nữa là nó liên quan một cái là uh, do là các hãng bây giờ họ để cái chế độ demo này nhá là đều là trên một cái video cố định và cũng cùng trên một cái đặt nhất định nhưng mà cái kích thước màn hình uh, tức là cái công nghệ màn hình ấy ở trên các dòng này thì nó lại thay đổi theo kích thước vì vậy là có thể là khi em đang xem ở cái màn hình 55 là nó đang dùng cái công nghệ IPS này chẳng hạn mà sang một cái thước 65 inch có thể là nó lại dùng công nghệ VA thì có thể cùng với cài đặt thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng hình ảnh khác nhau đấy là có thể là em suy nghĩ như vậy thôi còn đánh giá về chi tiết thì cái mẫu đen rẻ nhất là cái mẫu đen 7550 cái mẫu đen này thì cái giải màn hình của nó sẽ nằm trong cái khoảng từ 43 cho đến 65 inch và nó cũng chia ra trong cái giải này thì chỉ có đúng một cái model 50 inch thôi là cái model mà sử dụng công nghệ màn hình VA. Cái điều hay nhất ở trên LG mà họ vẫn giữ đến hiện tại bây giờ ở trong những cái phân khúc mà giá rẻ này đó là họ vẫn dùng cái LED uh, direct LED trực tiếp mọi người tức là LED ở phía sau thì nó vẫn làm cho cái 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 hình ảnh cũng như là cái độ sâu của hoặc là cái giải màu sắc nó vẫn đều. Mình nhìn cảm giác như là nó sẽ uh, tương đối là là đồng đều và hình ảnh nó tạo ra những cái độ nét khá là tốt à, Đấy là cái điểm mạnh Thế còn trong quay trở lại với lại cái model 7550 giá rẻ này thì Nó như em vừa nói là nó sử dụng cái con chip Alpha 5 thế hệ tư thôi Tất nhiên là nó sẽ đuối hơn một chút so với lại cái uh, Alpha 7 Bởi vì nếu con Alpha 7 mà mà khi mà xem ở những cái khung hình kém ấy thì con chip Alpha 7 nó xử lý cái hình ảnh nó tốt hơn một chút, nó sẽ làm cho cái độ mịn và cũng như là cái độ nét nó tốt hơn là con Alpha 5 này và cái uh, một cái nữa đó là về cái nhìn, nhìn thấy ở nó khác biệt nhất ở hai model giữa Uv 75 và Uv 7 đó là cái mọi người thấy ngay là cái thiết kế thì cái model Uv 75 này nó làm biển dày quá thực sự là là đối với TV của những năm 2021 mà viền kích thước như này là hơi dày thật à, mà cái em, em nghĩ rằng là nó cũng phải tầm khoảng đến 0,8 đến 1 cm cái viền này mất. Cái còn cái bên UB77 thì cái viền nó chỉ rơi vào 0,5 thôi. Đó, thì nó nó mỏng hơn nữa, mỏng hơn thì nhìn nó bắt mắt hơn. Cái tần số quét của cả hai model này thì nó cũng thấp thôi, nó cũng nằm trong cái phân khúc khoảng 60 Hz, tức là không có cũng nó cũng không có những cái công nghệ tần số quét ảo nhiều Ở trong cái model này à, Đối với cái um, uh, hệ điều hành Rồi những cái kết nối Thì tất nhiên là 2021 Thì cả những model này Thì đều dùng cái hệ điều hành webOS 6.0 rồi Nó có cái giao diện cũng khá là bắt mắt và và đẹp Thì trong cái giao diện mới này Cũng như là trong những cái cài đặt hình ảnh này Thì cũng có khách hàng hỏi em là Nó có được chế độ như là một số hãng Ví dụ như mọi người để ý là như con Capper uh, uh, TV này Năm nay cũng có những mẫu chạy, uh, chạy uh, web OS ấy. Thì uh, Binkaper thì nó có một cái tính năng đó là tắt đường màn hình Khi mà mình chỉ cần muốn nghe mỗi nhạc thôi Thì thật ra là cái này thì em không nhắc đến trên kênh nhiều Vì là các hãng thì họ không làm một cái nút riêng nó ra ngoài Nhưng mà cơ bản thì đều tắt được hết mà uh, Như LG thì mọi người tắt thoải mái, Sony tắt thoải mái Mọi người ví dụ LG mọi người vào cái phần uh, cài đặt chế độ hình ảnh Đầu tiên là mình mở cái video Youtube và mình muốn nghe nhạc ra nhá Sau đó là vào phần cài đặt chế độ hình ảnh vào cái phần tiết kiệm điện sau đó là kéo xuống cái dòng tắt màn hình thì nó tắt nhưng mà tất nhiên là cái 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 đặt này là mình phải làm nhiều thao tác nó lâu thế còn ví dụ như là trên các dòng như capper mới thì là nó có cái nút smart riêng ở trên bàn phím ấy. một số những dòng android tv thì ấn luôn vào cái nút smart đấy thì nó sẽ tắt màn hình thôi thì cái cái đấy là họ tích hợp ra ngoài màn ra ngoài tay điều khiển à, còn đối với cái model up 77 thì tất nhiên là nó dùng con chip mạnh hơn một chút và cái hình ảnh mà nó xử lý đạt lên cái mức gần 4K là tốt hơn. Nhưng mà cái giải màu nhá, mọi người để ý này là ở trên cái model này nếu thực sự mà để mà so sánh cùng với lại một công nghệ màn hình cùng là cái màn hình VA nhá thì rõ ràng model này không cái giải màu cảm giác nó không mượt bằng cái nano cell cái nano 77 mặc dù nano 77 cũng là một dòng nano giá cũng rẻ thôi nó chỉ nhỉnh hơn model này một chút xíu một chút xíu Nhưng mà rõ ràng là cái giải màu ở bên UB77 cảm giác như là nó nó trong hơn và nó gần như là cái cái độ ám ám màu xanh nó có vẻ ít hơn thì phải đúng không ạ mọi người mọi người quan sát bằng mắt thường thì có thấy cái, cái điều đấy không thì rõ ràng là hay là hãng họ cũng muốn là làm cái sự khác biệt hẳn ra về cái công nghệ cái cái màn hình của Nano Cell nó phủ thêm những cái lớp uh, những cái hạt tinh thể nó những cái hạt này thì có thể là nó làm cho cái hình ảnh nó sáng hơn và cái màu sắc có vẻ nó sẽ tinh khiết hơn đấy nó không bị ám lẫn những cái khung xanh hay là có thể là em nghĩ là nó sẽ là như vậy. Nên là đối với cái model này thì ub 7 này thì nó có cái kích thước chia cái công nghệ về 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 màn hình ấy, thì nó lại khác so với lại cái bên UB 75 tức là từ màn hình 43 cho đến màn hình 55 inch ấy, thì nó sẽ sử dụng cái công nghệ màn hình VA à, thì còn từ 65 inch giờ lên 65 inch 75 thì nó sử dụng màn hình IPS nó có một model nữa là model 70 nữa ở giữa thì cũng dùng màn hình VA, VA nhưng mà cái model 70 này thì em thấy nó không có nhiều lắm tức là ở cái siêu thị không có model này mấy vì nó hơi lỡ cỡ tức là một là 65 hay là 75 thì đối với cái cái hai cái màn hình này thì mọi người nếu như mọi người so sánh em sẽ so sánh luôn hai cái chất lượng nhé cùng một cái khung hình này. Nhưng mà mọi người thấy không ví dụ như là ở trên cái màn hình VA ở cái UP77 này, những cái hạt cát này nó trắng hơn. Những cái điểm sáng ấy nó trắng và những cái điểm tối thì nó rõ. Những cái điểm hạt cát mà nó 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 không sáng ấy thì nó sẽ sẽ nó lệch nhau, khoảng lệch màu nó rõ ràng hơn. Thế còn cái vùng cát mà ở trên UP75 này là nó dùng cái màn hình IPS nhé và cũng như là con chip là con chip thấp hơn mọi người thấy là cái cái khoảng sáng giữa cùng một hình ảnh như thế này thì cái điểm giữa hạt cát trắng với lại cái điểm cát nó vàng ấy, là nó lệch nhau kém hơn mình cảm giác ấy, thì cái đây là chỉ là một cái điểm ở trong hình ảnh thôi còn nó còn cả một cái quá trình chuyển động của hình ảnh nữa nó còn kéo theo rất nhiều những thứ nữa thì cơ bản là À, mọi người sẽ thấy ngay là cái độ tương phản ở trên cái màn hình VR nó tốt hơn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là có thể là với con chip Alpha 7 thì có thể nó sẽ nhỉnh hơn. Thế còn về cái giá cả của cái dòng này thì cơ bản là nó như em vừa nói ban đầu nó không phải là quá rẻ như năm ngoái nhưng mà để mà mua ở dưới phân khúc dưới 15 triệu cho kích thước màn hình 43 50 55 thì còn mỗi dòng này thôi. À, nếu như mà mình mua cái dòng 55 mà là UP uh, UP75 trước đi Thì uh, giá nó rơi khoảng tầm 14 triệu 400 là mua được rồi uh, Thế còn 55 mà UP77 Thì nó sẽ rơi nhỉnh hơn 15 triệu một chút Nó sẽ rơi khoảng 15 triệu 300 Khoảng đó uh, Còn 50 nó sẽ rẻ hơn 50 UP75 thì nó chỉ rơi vào là bao nhiêu nhỉ À 50 UP75 là chỗ em hết hàng Không, không, không có 50 UP77 cũng hết hàng luôn Hai cái model này không biết làm sao mà chỗ em nó có lẽ là có thể là giá nó cũng vừa vừa và ở cái kích thước 50 này là hai model này thì đều sử dụng màn hình VA đâm ra là cái độ tương phản nó khá ổn nữa có thể khách họ lấy hết mất rồi cái này chắc là nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 13 triệu thôi khoảng đó thế còn 43 thì nó rẻ 43 thì nó sẽ có khoảng là uh, 43 mà 75 thì nó rơi vào khoảng là 11 triệu 500 này thế còn 43 in uh, uh, 77 UP3 in77 thì nó rơi vào khoảng 12 triệu rồi, nó bằng với lại cái model uh, uh, X75 của Sony đấy. Uh, thì không biết là mọi người sẽ nhìn nhận cái hình ảnh này như thế nào nếu mà so với lại Sony và so với mẫu ở bên Samsung. Nhưng nếu mà cùng 12 triệu nhá, mà mua một là model UP75 đi, à, UP77 đi uh, và một model là uh, model X75 của Sony mới đi đặt cạnh nhau mọi người nhìn thấy trong hai hình ảnh thì rõ ràng là cái 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 mình cảm cảm giác cái màu đậm màu màu xanh nó vẫn hiện lên ở bên LG đúng không ạ? Cái bên Sony thì cảm giác là màu nó hơi bị nó cảm giác như là nó sẽ có một cái gì đó nó 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 nhìn nó có vẻ như là nó không không đậm được như là bên LG nhỉ? Cảm giác đúng như thế. Nó uh, nếu như mà những người mà mà thích màu sắc ấy, thì có thể rằng là nhìn thế này có thể là hơi nhạt nếu mà bên Sony này nhưng mà nếu như mà nhìn mà để mà nó trung thực và nó nó có những cái độ nét ở những khoảng màu nó không bị ám nó không bị lẫn ở những cái khung màu lẫn lộn màu sắc nó không bị những cái, cái vùng mà nó không đáng ra phải tối mà nó cũng bị ảnh hưởng thành tối thì rõ ràng là cái X75 ở bên Sony này có thể là nó sẽ nhìn nó ổn hơn và cái X75 thì model này nó cũng đang dùng là màn hình IPS thì còn cái 43 mà UP77 này nó dùng cái màn hình VA. Nên là có thể nếu ở trong cái điều kiện ánh sáng như thế này thì có lẽ rằng là dùng cái màn hình IPS thì nó sẽ ổn hơn. Còn màn hình VA là mình nên dùng ở trong những cái phòng mà nó ít sáng đi một chút. Đặc biệt là với cái công nghệ mà filmmaker là xem phim của LG thì những màn hình ở mà trong không gian nó hẹp hơn, nó tối đi thì mình xem sẽ thích mắt hơn. Thì đây là một số những cái ý kiến riêng của em về cái hai cái dòng TV rẻ của LG à, Tất nhiên là nó chưa phải là đầy đủ hết, được hoàn thiện à, à quên mất, còn cái kết nối các thứ thì Hai model này thì đều có thể kết nối được với điện thoại iPhone hoặc là Android Bình thường mọi người nhé, vì nó có cả cái Airplay 2 Có cả cái uh, scan Mirror, các chế độ trình chiếu rồi Thế còn cái chế độ giọng nói thì à tìm kiếm bằng giọng nói thì rất tiếc là hai cái model này thì lại uh, có Google Assistant đấy, có cái Google Assistant nhưng mà lại không hỗ trợ tiếng Việt mà nó chỉ hỗ trợ tìm kiếm bằng tiếng Việt ở trên cái công nghệ LG Search thôi. Mà cái LG Search này thì um, để mà tìm kiếm chuẩn giọng nói thì nó lại không được chuẩn lắm ạ. Nó nó tìm nó vẫn chưa được đạt mà được như là Google Assistant. Ví dụ như là trên một số dòng rẻ của Sony, ví dụ như là X75 hoặc là một số những dòng như X80G là tìm nó chuẩn lắm. Đấy, hoặc là những model như từ năm ngoái cơ, X7500H là tìm gần như là cái tỷ lệ sai, nó chỉ rơi vào khoảng tầm đâu đó dưới 10%. Nhưng mà những model này thì tìm nó vẫn sai nhiều lắm, nó không đúng chính tả lắm. Thì đây là một số những cái nhận xét của em về cái dòng TV của bên LG. Cơ bản là nếu như mà mọi người mua trong cái không gian mà ít ánh sáng ấy thì uh, có thể mua được và mình điều chỉnh đặc biệt là chọn một số những cái dòng mà có cái ở uh, phân khúc thấp nhá. Ở uh, phân khúc màn hình thấp thì mọi người cứ chọn cái màn hình VA và điều chỉnh cái độ tương phản nó giảm đi một tí để nó giảm bớt cái cái màu sắc xanh và tắt cái chế độ Maker đi. Thế còn uh, đối với cái, những cái màn hình lớn thì bắt buộc là nếu 65 75 inch thì mọi người nên chọn cái dòng UP77 ở uh, nó có cái công nghệ màn hình IPS thì và cái con chip alpha 7 này nó sẽ làm tốt hơn. Đó thì đấy là cái chia sẻ của em. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh. Hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục chia sẻ và like video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.